quảng cáo và tổ chức sự kiện Hoàng Mai được thành lập từ năm 2004. Qua một chặng đường dài phát triển, với sự tận tâm của ban lãnh đạo cùng đội ngũ anh em trong công ty đã tạo dựng được niềm tin vững chắc, đem sản phẩm đến với nhiều quý khách hàng trong tỉnh Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong những năm tiếp theo, công ty chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư các thiết bị máy móc công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực của đội ngũ anh em để phục vụ quý khách hàng ngày càng tốt đẹp hơn. Không giới hạn.